Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 15 tháng 3 năm 2022. Phụ nữ TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay, ngày 15 tháng 3 duy trì ổn định tại các vùng trồng tiêu trọng điểm trong nước. Thưa các bạn, năm 2021, chính sách Zero Covid của Trung Quốc khiến nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu giảm. Theo số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong năm 2021 đạt 54,31 triệu USD, giảm đi 16,7% so với năm 2020. Cũng trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc giảm từ hầu hết các nguồn cung chính, ngoại trừ Ấn Độ, Hồng Kông. Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu từ hai thị trường trên đều ở mức thấp. Trong năm 2021, trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 17,5 triệu USD, giảm 0,8% so với năm 2020. Tuy nhiên, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 27,06% trong năm 2020 lên 32,23% trong năm 2021. Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu hạt tiêu sang Trung Quốc năm 2022 tiếp tục chưa thuận lợi do chính sách Zero Covid của nước này. Hiện Trung Quốc là khách hàng lớn thứ hai của hạt tiêu Việt Nam, đứng sau Mỹ. Tuy nhiên, Cục xuất nhập khẩu cho rằng nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc sẽ vẫn tăng mạnh vào dịp đầu năm mới năm 2022. Nếu Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 ở khâu xuất khẩu tiêu sang Trung Quốc, sẽ tác động tích cực lên lượng và giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận ngày 14 tháng 3, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm khá mạnh ở mức 86 USD trên tấn và 88 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của các quốc gia khác duy trì ổn định so với cuối tuần trước. Cụ thể thì giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia sau khi giảm hiện có mức giá là 4.148 USD trên tấn. Đối với giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít vẫn ổn định ở mức 3.950 USD trên tấn và 4.150 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 89.800 đồng và 94.300 đồng một kg. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tính đến ngày 14 tháng 3 vẫn đứng yên ở mức là 5.950 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 135.000 đồng một kg, thấp hơn nhiều so với giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia và Malaysia. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận sáng nay ngày 15 tháng 3, giá tiêu duy trì ổn định ở mức 79.000 tới 82.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận ở mức 80.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ổn định ở mức thu mua là 79.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu cũng đứng yên ở mức là 79.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu vẫn được thu mua ở mức 82.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá ổn định là 81.000 đồng một kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 79.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thị trường đang có chuỗi ngày đi ngang do các nhà nhập khẩu đang chờ đợi nguồn cung mới. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, tâm lý trữ hàng chờ giá tăng phổ biến trong người dân khiến cho lượng hàng bán ra không nhiều và hầu hết đều kỳ vọng giá hồ tiêu sẽ tăng mạnh vào cuối vụ thu hoạch. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 15 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.